Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học một ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nha. Đầu tiên cô có hình ảnh của bạn A đang nói chuyện với bạn B. Và cả hai người này đều đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Chúng ta có thể thấy rằng là bạn A và bạn B đều hiểu tiếng Nhật đúng không nào? Và cô có câu như sau. A-san to B-san wa Nihongo ga wakarimasu. Câu này có nghĩa là bạn A và bạn B thì hiểu tiếng Nhật. Rồi tôi có hình ảnh của anh Yamada. Anh Yamada thì đang có tiền. Anh ấy đang có tiền. Và câu tiếng Nhật sẽ là Yamada-san wa okane ga arimasu. À, anh Yamada thì có tiền. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về động từ wakarimasu, hiểu, và arimasu, có. Cô có một cấu trúc ngữ pháp như sau. Danh từ đi với trợ từ ga đi với động từ wakarimasu, có nghĩa là hiểu cái gì đó. Hoặc là danh từ đi với trợ từ ga đi với động từ arimasu, có nghĩa là có cái gì đó. Hay. Wakarimasu và arimasu là tự động từ hay còn gọi là ngoại động từ, nên sẽ đi kèm với trợ từ ga. Trong đó thì arimasu chỉ sự sở hữu và nó chỉ dùng khi chỉ đồ vật. Không, chỉ dùng với đồ vật thôi, có đồ vật gì đó thôi, không dùng với người và động vật nha. À, không dùng là có người nào đó hay là có con vật nào đó. Các bạn lưu ý nhé. Rồi, cô có câu ví dụ như sau. Chị Maria hiểu tiếng Pháp. Bonjour nè. Hay. Cô có danh từ tiếng Pháp sẽ là Furansugo. Hiểu tiếng Pháp sẽ là Furansugo ga wakarimasu. Hay. Maria-san wa Furansugo ga wakarimasu. Này, chị Maria thì hiểu tiếng Pháp. Tiếp theo, cô có hình ảnh của anh Tanaka. Nè, anh Tanaka thì không hiểu Hán tự. Chúng ta có động từ hiểu là wakarimasu. Vậy không hiểu sẽ là wakarimasen. Yes, nè. Hán tự thì là kanji. Nếu mà kanji ga wakarimasen. Tanaka-san wa kanji ga wakarimasen. Anh Tanaka thì không hiểu Hán tự. Rồi, chúng ta đến với arimasu đi. Cô có hình ảnh của anh Yamada. Anh Yamada có chiếc xe hơi. Này, xe hơi là kuruma. Có xe hơi sẽ là kuruma ga arimasu. Yamada-san wa kuruma ga arimasu. Anh Yamada thì có xe hơi. Nè. Rồi, ngược lại, chị Sato không có tiền. Dễ dốc ngược bóp cũng không có đồng nào. Chúng ta có động từ arimasu là có. Vậy không có sẽ là arimasen. Này. Thế và Sato-san wa okane ga arimasen. Này, chị Sato thì không có tiền. Này, các bạn nắm được chưa nào? Này, hiểu cái gì thì wakarimasu. Có cái gì là arimasu và đi với trợ từ ga. Hay, bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Hay, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Dạ, mata kondo onegaishimasu.